xin chào cả nhà và kính chúc cả nhà luôn luôn được sức khỏe và nhiều sự bình an. Hôm nay gian bếp mẹ tôi sẽ làm món đặc sản Tây Nguyên, một món ăn vặt rất là ngon và hấp dẫn, đó là món bánh tráng lùi. Thì trước tiên gian bếp mẹ tôi sẽ lột me, me loại này là me chua, để mình sẽ làm nước chấm cho cái phần bánh tráng lùi nhé. Sau khi lột vỏ me xong, đem me đi rửa cho thật là sạch, sau đó sẽ cho nước sôi vào ngâm me khoảng 10 phút. Cà rốt, củ sắn, nấm mèo, ớt chuông, sả, sắc hột lựu. Gian bếp mẹ tôi cũng sắc nhỏ vài quả ớt và băm hơi nhuyễn để lát làm nước mắm me. Gian bếp mẹ tôi sẽ ướp thịt với lại một ít hạt nêm, ít muối, nước mắm, hành và tỏi băm. Ướp thịt khoảng 20 phút rồi bắt đầu mình đi rang ha. Trong khi chờ đợi thịt thấm gia vị, lấy me lọc qua rây bỏ xác me. Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào, khi dầu nóng thì sẽ phi thơm hành tỏi băm. Tiếp đến sẽ cho phần hành tây đã sắc hột lựu vào, đảo đều. Cho luôn phần thịt xay đã ướp vào, xào luôn nhé. Sau khi xào thịt heo đã săn thì cho phần cà rốt, nấm mèo, ớt chuông, củ sắn vào, đảo đều. Sau đó sẽ nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng thì rắc tiêu vào và tắt bếp. Để làm nước mắm me chấm với lại bánh tráng lụi, cho dầu vào chảo và đợi dầu nóng thì phi thơm hành tỏi. Khi hành tỏi đã được phi vàng thơm thì cho nước cốt me vào. Cho thêm 2 thìa sa tế, nước mắm và đường. Cho thêm phần bột bắp đã hòa với nước vào và một ít ớt đã bầm, sau đó nêm lại cho vừa ăn. Thoa nước đều lên bánh tráng và chải bánh tráng ra, múc một hoặc hai thìa nhân thịt để trên mặt bánh tráng, dàn đều thành hình chiếc chả giò, rồi cuộn lại nhưng mình không có gập hai đầu bánh tráng nha. Sau đó thì sẽ cầm một đầu bánh tráng và cuộn tròn lại. Cả nhà có thể dùng que xiên giống như gian bếp mẹ tôi, và mình cầm một cái que như vậy thì có 3 cái bánh tráng lùi.
múc nước mắm me ra bát, có thể cho thêm một ít đậu phộng rang giả hơi dập, một ít mỡ hành, sau đó sẽ cho một ít ớt bằm lên là có thể thưởng thức được món bánh tráng lụi Tây Nguyên chấm nước mắm me. Xin cảm ơn cả nhà thương thương của gian bếp mẹ tôi đã theo dõi video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.